Alo, xin chào các bạn. Hôm nay tôi trình bày cho các bạn cách vẽ một cái loại biểu đồ cũng được rất là hay dùng ở trong phân tích về trục quang hóa dữ liệu. Đó là cái biểu đồ butterfly. Thế thì các bạn hình dung là ở trong cái biểu đồ này thì có hai cái giống như hai cái cánh sang hai bên giống như hình cũng bướm vậy, nên người ta gọi là butterfly thôi. Thì ở trong trường hợp này là các cái cột màu vàng ở bên phải á, đó là cái doanh số bán, tổng doanh số bán, còn cái cột màu xanh ở bên trái là tổng cái số lượng bán, còn đây là các cái nhóm hàng, các cái subcategory như này đấy. Thì cái biểu đồ butterfly nó hay dùng để so sánh hai cái chỉ tiêu, ví dụ như là ở trong hợp này là doanh tổng doanh số với tổng số lượng bán theo từng cái nhóm hàng, rồi các bạn có thể so sánh cái ví dụ như cái lợi nhuận, rồi tỷ suất lợi nhuận. Rồi và so sánh các chi tiêu, ví dụ như là trong chi tiêu về cái chi tiêu thực hiện theo kế hoạch và cái thực tế thực hiện như nào, thì thường nó sẽ dùng để so sánh hai cái chi tiêu. Thế thì ở trong trường hợp này tôi trình bày các bạn cách vẽ cái butterfly này. Thế thì ở đây tôi sẽ sử dụng cái bộ dữ liệu gọi là Superstore, dữ liệu bán hàng. Thế thì đầu tiên là tôi sẽ kéo các cái subcategory tôi bỏ lên trên cái dòng này. Như vậy các bạn ở đây sẽ có các subcategory đây. Và cái thứ hai là ta tạo ra hai cái cột. Cột thứ nhất là sum sale, tức là tổng cái doanh số. Rồi cột thứ hai là sum quantity, là tổng cái lợi nhuận, tổng cái số lượng bán. Thì các bạn sẽ thấy hai cái cột ở đây, hai cái cột như này. Thế thì các bạn có thể để làm cái này thì các bạn tạo ra một cái cột tính toán đơn giản là các bạn bấm vào đây, các bạn bấm là create calculated field, các bạn gõ vào đây một cái tên của cái cột mà đấy tôi gọi là zero axis, tức là cái cột này các bạn gõ vào đây là số 0 thôi, gọi số 0 rất là đơn giản. Sau đó các bạn sẽ kéo, các bạn thả cái cột mới vừa tạo ra vào giữa hai cái cột tổng sum sale và sum quantity này. Các bạn sẽ thấy đang có một cái cột ở giữa như thế này đây. Thế thì các bạn sẽ format cái này là các bạn bỏ mấy cái đường này đi, ví dụ như các bạn vào format các bạn chọn line, các bạn bỏ mấy cái chỗ này, các bạn cứ chọn none hết đi, đó là đừng có hiện chỗ này các bạn chọn none vào đấy, tương tự như vậy cái này các bạn chọn none. Đây các bạn sẽ label cái này lên thì, label cái này lên, tức là các bạn sẽ đây, sau đó các bạn chọn cái mask type là kiểu test này, thì các bạn sẽ thấy như thế này. Sau đó các bạn sẽ bấm phím phải một cái chỗ này, các bạn quay ngược cái cột này lại nhé, exit, các bạn chọn reverse để quay ngược lại này. Đó, như vậy các bạn sẽ thấy ở đây là các bạn bỏ cái này đi, cái header của cái này đi, và các bạn sẽ thấy nó như thế này. Rồi các bạn có thể edit cái này lại, các bạn xóa cái này đi. Rồi các bạn stick mark, các bạn chọn none. Thì ở đây là cơ bản là các bạn có thể thấy nó đơn giản như này. Đấy, ta có thể chọn màu lại cho nó dễ nhìn được, các bạn có thể label lên cho nó dễ nhìn. Ví dụ như các bạn sẽ thấy đây là một cái một có hai cái cột này đây. Đây là cái các subcategories, đây là sum của quantity. Bây giờ ta sẽ điều chỉnh cái này một xí. Như vậy đầu tiên là các bạn sẽ bấm vào đây và các bạn bấm vào duo axis, các bạn bấm vào duo axis này thì các bạn thấy nó như thế này, kệ nó như vậy. Các bạn sẽ chọn lại cái kiểu của hai cái sum cell và sum quantity là kiểu thanh, bấm vào đây bạn chọn cái này, các bạn sẽ bấm vào thanh như vậy, các bạn sẽ thấy nó như thế này. Thì cái tiếp theo là các bạn sẽ đồng bộ hai cái trục này, các bạn bấm synchronize, rồi các bạn sẽ sửa lại, bấm vào phải là chọn edit và fit này các bạn chọn là không. Đấy. Rồi cái fit end thì các bạn chọn là tự động đi. Thế thì các bạn sẽ thấy ở đây nó như thế này. Rồi màu sắc thì các bạn sửa lại cho nó dễ nhìn, cái màu cái này các bạn chọn là đắp vào đây các bạn chọn màu trắng đi, còn cái này thì các bạn chọn màu vàng gì đó, cái màu màu trắng, còn cái cột cell này các bạn chọn màu vàng hoặc cái màu gì đó, các bạn sẽ thấy ở đây nó như thế này. Rồi cái thứ hai là các bạn
bấm control và các bạn kéo cái cột sum zero exit này, các bạn tạo ra một cái cột nữa. À, các bạn tạo một cột nữa thì cái tiếp theo là các bạn cũng chọn là cái dual exit, và cái tiếp theo là các bạn sẽ chọn là cái mask type là kiểu test. Đó, mask type là kiểu test. Tương tự như vậy, các bạn sẽ đồng bộ hai cái cột này, synchronize hai cái cột này. Rồi các bạn bấm phím phải chuột, các bạn chọn edit, thì các bạn fix lại là chỗ này là không, rồi chỗ này là automatic. Đấy. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ là chọn vào cái sum zero exit thứ hai này này, các bạn label nó lên bằng cái subcategory, và các bạn cũng chọn lại cái màu, cái đúp vào đây các bạn chọn cái màu trắng để cho nó dễ nhìn. Và đó, và các bạn sẽ thấy ở đây. Rồi các bạn ở đây các bạn sẽ đừng có hiển thị cái này. Rồi như vậy là các bạn label lên cho nó dễ nhìn nữa thôi. Là ví dụ như cái sum cell này các bạn sẽ label lên, các bạn bấm phím control, các bạn có thể kéo xuống label lên cho nó dễ nhìn này. Rồi các bạn bấm quantity, và đây các bạn bấm control, các bạn kéo xuống label cho nó dễ nhìn này. Đó, rồi các bạn cho nó toàn màn hình ra xem cho nó dễ nhìn, rồi các bạn sửa lại. Ví dụ như đây ta ghi là butterfly chart, giữa cái gì, tức là cái sales, sale tức là cái tổng doanh số bán với cái quantity, ví dụ như thế. Thế thì ở đây vô giữa đi. Đấy, các bạn có thể trang trí lại cho nó đẹp. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy là ta có một cái đồ thị butterfly, và nó ở đây là các cái dòng, các cái cột column bên trái màu vàng là nó cho biết tổng cái doanh số bán, còn cái column bên phải mà màu màu xanh này là tổng số lượng bán, và ở đây là tên của các cái subcategory ở trong cái cửa hàng đấy. Thì cái này người ta gọi là các butterfly. Các bạn có thể trang trí thêm cho nó đẹp, cho nó phù hợp với lại cái biểu diễn của mình, nhưng mà đây là một cái loại đồ thị, nó được dùng thường được dùng để so sánh hai cái chỉ tiêu, theo dõi và so sánh hai cái chỉ tiêu nào đấy. Mỗi một chỉ tiêu là một cái cánh, giống như một cái cánh của con bướm, nên gọi là butterfly. Xin cảm ơn các bạn.